Phan Hiển lập kỷ lục SEA Games nhưng 4 năm mới chịu dạy con trai nhảy, Khánh Thi cảm thán. Cậu bé là bản sao của bố, giống Phan Hiển từ ngoại hình đến tài năng dance sport, từng đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Tổ ấm của Khánh Thi, Phan Hiển là một gia đình, cha truyền con nối, điển hình, khi bố mẹ là những người đứng đầu trong lĩnh vực dance sport ở Việt Nam. Hai con là Kubi và Anna cũng sớm được tiếp xúc với nhảy múa. Đặc biệt cậu bé Kubi sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm khi nhiều lần đạt huy chương trong các cuộc thi khiêu vũ. Thế nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, Phan Hiển, người vừa lập kỷ lục SEA Games lần thứ 31 và là người thầy của nhiều học viên lại không hề trực tiếp hướng dẫn con trai. Điều này được chính Khánh Thi bật mí trên trang cá nhân. Cô kể, ngày đầu tiên ông bố dạy ông du con sau 4 năm trời thả cậu tự do. Mà chủ nhật bé thi giải nhưng hôm nay ông bố mới động lòng cho Kubi nhảy tí xíu chỉ vì cô nói, con cũng thích nhảy giống ba. Nãy ba mẹ xem nó nhảy mà ba nó hỏi mình, của nó đang nhảy dây hay nhảy dance sport. Mình bảo, nhìn nó chán thì dạy nó đi. Thế là ông Kubi đã được học ba nó rồi. Mà chắc một hôm quá. Cùng với bài đăng, Khánh Thi chia sẻ một số hình ảnh Phan Hiển uốn nắn từng động tác cho con trai. Có thể thấy khi một lúc đảm nhận hai vai trò làm thầy và làm cha, Phan Hiển vô cùng nghiêm khắc, tận tâm. Cộng đồng mạng không khỏi xích xoa khi nhìn thấy hiện tại và tương lai dance sport Việt Nam cùng tập luyện, thậm chí có người dự đoán Kubi sẽ sớm vượt xa và giành nhiều huy chương hơn trong tương lai. Về lý do không chịu dạy con trai nhảy dance sport dù mình có đầy đủ khả năng và cơ hội, Phan Hiển từng tâm sự, thật sự Hiển chưa dạy Kubi quá nhiều, vì khi dạy dance sport, tôi khá khó tính và tôi không muốn trở thành một người cha quá nghiêm khắc trong mắt con. Thế nên tôi để một người khác dạy Kubi. Tôi cũng không có ý định ép con theo quy củ của dance sport ngay lập tức, sợ điều đó làm con không thích nhảy múa nữa. Có thể thấy, Phan Hiển đã suy nghĩ rất nhiều về việc dạy dance sport cho con, vô cùng tâm lý và tinh tế. Anh cũng có những trăn trở về con đường con theo đuổi trong tương lai. Gia đình tôi cũng khá đặc biệt vì cả ba và mẹ đều có thể gọi là những người đứng đầu trong ngành dance sport. Tôi cũng có nhiều điều trăn trở. Nếu như Kubi theo đuổi con đường chuyên nghiệp, tôi sẽ cố gắng ủng hộ và tập luyện giúp con vượt qua cái bóng của ba mẹ. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life.